Dạ, Vũ chào cả nhà. Hôm nay Vũ cùng với anh em Ban Thiền, Hòa Đạo, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến hỗ trợ anh em Ban Thiền, Hòa Đạo Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang nha cả nhà, để đưa linh cữu của vị đạo hữu Nguyễn An Băng, 70 tuổi, tại Tam Bình, Cai Lậy, Tiền Giang nha cả nhà. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của vị đạo hữu về nơi nghỉ cuối cùng nha cả nhà ơi. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và lời cầu nguyện để hương linh của vị được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em Vũ vào bên trong nha.
Thank you.
không bằng ngày xưa.